Xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin 113 cập nhật của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 14 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 106,9 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng từ 15 đến 20 km một giờ. Đến 1 giờ ngày 20 tháng 9, vị trí tâm bão trên đất liền khu vực Trung Lào, gió mạnh dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng từ 15 đến 20 km một giờ, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện đang có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 140mm. Một số nơi ở huyện miền núi Đắk Rông cao hơn như La Tô, La Tó là 223mm, Tà Long 195,8mm, Ba Nang 152,8mm. Mưa lớn làm giao thông ở một số nơi thuộc hai huyện miền núi Đắk Rông và Hương Hóa bị chia cắt do các ngầm tràn bị ngập. Tại huyện Đắk Rông, các ngầm tràn bị ngập từ 0,3 đến 0,5m gây chia cắt giao thông gồm A Ngo, A Bung, Tà Rụt, A Ngo, Ly Tôn, Làng Cát. Tại huyện Hướng Hóa, một số ngầm tràn bị ngập từ 0,5 đến 1m gây chia cắt giao thông gồm thôn Cóc, xã Hướng Linh, thôn Loa và thôn Trùm, xã Ba Tầng, bản Bù, xã Tân Lập, xã tràn vào xã Lìa, đi xã Si, Húc Thượng, xã Húc. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cảnh báo từ nay đến hết ngày 20 tháng 9, trên địa bàn có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 220mm, có nơi trên 300mm. Do đó, trên các sông xuất hiện đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông lên mức báo động 1 đến báo động 2. Các địa phương trong tỉnh Quảng Trị khẩn trương hoàn thành công tác phòng chống bão số 4 trước khi bão đổ bộ dự kiến vào chiều nay. Tỉnh Quảng Trị đã cấm biển từ 18 giờ ngày 18 tháng 9. Tất cả 2.270 tàu thuyền với 5.971 thuyền viên của tỉnh đều đã vào nơi neo đậu tránh trú an toàn. Vào sáng nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã cho học sinh nghỉ học để ứng phó với bão số 4. Cùng với tỉnh Quảng Bình, thì các địa phương ven biển miền Trung, lực lượng công an cũng đang nỗ lực triển khai các phương án để ứng phó với cơn bão số 4. Từ tối qua đến trưa nay, trên địa bàn Thừa Thiên Huế có mưa vừa đến mưa to. Trong ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho toàn bộ học sinh trên địa bàn được nghỉ học để bảo đảm an toàn tính mạng. Trong sáng nay, Công an các xã Lộc Điền, Lộc Tiến, Lộc Trì, Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với chính quyền địa phương đến nhà từng hộ dân ở gần khu vực đồi núi để đưa lệnh di rời. Trưa nay, hàng trăm hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số ở hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới đã được di rời đến nơi an toàn. Hôm nay, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Huế cũng kiểm tra, yêu cầu ký cam kết và nhắc nhở chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa đối với 100% thuyền du lịch trên địa bàn. Đối với các bến đỏ ngang, lực lượng chức năng cũng yêu cầu ký cam kết, cam đoan đưa người và phương tiện lên bờ khi có thông báo hoặc tình hình thời tiết xấu xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng công an còn tổ chức và hướng dẫn các phương tiện hoạt động thi công tại cầu Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương, triển khai các phương án neo đậu tránh trú an toàn khi xảy ra mưa bão. Còn tại tỉnh Quảng Nam, theo dự báo, trong vài giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc. Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, sạt lở đất, lực lượng công an xã đã bám sát địa bàn, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân ứng phó với thiên tai. Tại huyện vùng cao Nam Trà My, ngay trong đêm qua, lực lượng công an các xã đã phối hợp với các lực lượng khác tại địa phương tiến hành sơ tán 51 hộ dân, 164 nhân khẩu ở các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao về nơi trú ẩn an toàn. Tại khu vực cầu Trà Ly, thôn Bồng Miêu, nước sông dâng cao rất nhanh gây ngập cầu, chảy xiết không thể lưu thông. Công an xã Tam Lãnh đã phối hợp hướng dẫn lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức cảnh báo, làm rào chốt chặn. Đặc biệt, lực lượng công an xã Tam Lãnh đã phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức vận động di rời 23 hộ, 83 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại các thôn Phước Bắc, An Mỹ, Bồng Miêu đến nơi an toàn. Nằm trong vùng dự báo là chịu ảnh hưởng của bão số 4, Đà Nẵng cũng đã chủ động triển khai các hoạt động để ứng phó với lũ quét sạt lở đất và sẵn sàng các hoạt động để sơ tán nhân dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm và ngập sâu. Xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng trong sáng nay có mưa vừa đến mưa to. Đây là khu vực có địa hình dốc núi phức tạp và mỗi khi mưa lớn thì lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến cho mực nước sông Nam của khu vực này dâng cao. Nhiều điểm ở Hòa Bắc trong vùng nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nên việc bảo đảm an toàn cho các hộ dân được đặt lên hàng đầu. Ngay từ ngày hôm qua thì người dân ở đây đã phối hợp với lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn. Trên địa bàn Hòa Vang hiện có hàng chục điểm xung yếu, nguy cơ sạt lở như đèo La Ngà, thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc, khu vực dọc đường ADB5 từ thôn Trường Định lên Hòa Bắc đến khe Định thôn Nam Yên, đèo Mũi Châu, thôn Tà Lang, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn, Túy Loan, khu vực núi Sọ, thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn và khu vực đường Vành Đai phía Tây thôn Hòa Thọ, xã Hòa Phú.
Cũng tại thành phố Đà Nẵng, để bảo đảm an toàn tính mạng cũng như tài sản cho ngư dân khi vào tránh trú thì hiện các âu thuyền cảng cá cũng đang gấp rút triển khai các công tác hướng dẫn, nhắc nhở bà con neo đậu tàu thuyền đúng cách, ghi nhận tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang. Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đã liên tục hướng dẫn, giám sát ngư dân neo đậu tàu thuyền để tránh trường hợp va đập, phá nước như thế này. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân trước khi bão đổ bộ, đơn vị triển khai các phương án cụ thể, yêu cầu nhân viên túc trực 24/24 giờ, phối hợp với cơ quan chức năng thông tin kịp thời diễn biến mưa bão để ngư dân nắm bắt và chủ động ứng phó. Hướng dẫn cho tất cả các tàu thuyền khi vào neo đậu là tìm nơi đảm bảo đúng quy định và an toàn về việc neo buộc, và khi mà xảy ra gió to, sóng to, gió lớn thì không được sử dụng các bình ga khi nó để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Và cũng về phía ban quản lý đã thông báo cho các phương tiện là tàu dầu, các phương tiện là không phải là tàu cá, là di dời ra khỏi khu vực âu thuyền để đảm bảo cho tàu cá vào tránh trú bão. Nhận được thông tin cảnh báo của cơ quan chức năng và diễn biến của bão, trong 2 ngày qua, hàng trăm tàu cá tại khu vực miền Trung đã vào đây neo đậu tránh trú. Hiện ngư dân đang tất bật với việc neo đậu, thu dọn và sắp xếp các vật dụng trên tàu để tránh thiệt hại khi có mưa to gió lớn. Bão vào thì nó va đập tàu này, bởi sự bất dây, trước nhất là dây mình cụ cho chết trong cảng. Hay nữa là mình phải bỏ đựa, bỏ bánh xe, bánh đùa bên kia tàu thì để nó va đập hai chiếc, va đập với nhau. Đó, nên là mình phải cẩn thận. Rất cẩn thận. Tờ sổ này cũng sẽ mắc chứ, mà tính mọi người bảo vệ chứ, mình ở dưới tàu nhưng mà mình phân lo cho tính mọi của mình chứ. Thì cũng nè đạo rồi mình cơ thời tiết ra sâu rồi mình ví dụ như nguy hiểm quá thì mình lên bờ chứ, tờ sổ mình để đó mình lên bờ chứ. Để bảo đảm an toàn cho tài sản, ngư dân các địa phương ven biển Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành công tác đưa thúng máy, ghe, thuyền công suất nhỏ lên bờ nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra. Thưa quý vị, Quảng Bình là tỉnh nằm trong tâm bão khi mà bão số 4 đổ bộ vào đất liền. Trong những giờ qua, tại địa phương này đã ghi nhận có mưa lớn trên diện rộng, gió bắt đầu thổi mạnh dần lên từ đầu giờ chiều nay. Hiện thì công an các địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai các hoạt động để giúp nhân dân ứng phó với bão. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với phóng viên Quang Văn, hiện đang tham gia cùng với đoàn công tác của công an tỉnh Quảng Bình đến các địa điểm xung yếu trực tiếp triển khai các phương án để phòng chống bão. Xin chào phóng viên Quang Văn ạ. Vâng, thưa anh, có thể cho biết là lúc này tại Quảng Bình thời tiết như thế nào được không ạ? Từ trưa nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mưa và gió rất là to, cho nên các lực lượng công an Quảng Bình cũng đã và đang có mặt tại một số địa điểm xung yếu để là hỗ trợ bà con nhân dân ứng phó và phòng tránh bão số 4. Ngay trong chiều nay thì lãnh đạo công an tỉnh Quảng Bình đã dẫn đầu các con công tác đến các địa bàn xung yếu ở các huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo lực lượng công an cơ sở là tham gia phòng tránh bão. Đặc biệt là đồng viên anh em tinh thần, anh em cán bộ công an cơ sở là nắm chắc tình hình và tiếp tục là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để góp phần vào cái việc là vừa đảm bảo an ninh trật tự nhưng mà vừa hỗ trợ bà con nhân dân là phòng tránh bão một cách an toàn. Vâng, vậy thì công an tỉnh Quảng Bình đã và đang triển khai những phương án ứng phó ra sao với bão ạ? Lực lượng công an cũng khuyến cáo bà con người dân là tuyệt đối không đi ra ngoài khi bão đang còn đổ bộ. Đặc biệt là hoàn lưu sau bão thì có mưa rất là to, vì thế là sẽ có nguy cơ xảy ra ngập lụt trên diện rộng. Vì thế người dân cần phải chủ động các phương án để phòng tránh, khi có việc khẩn cấp thì cần báo cáo ngay về thông tin đến cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Lực lượng công an Quảng Bình từ tỉnh đến cơ sở cũng đang căng mình để hỗ trợ người dân một cách tốt nhất ạ. Vâng, tuy đây là cơn bão có cường độ không mạnh thế nhưng hoàn lưu sau bão thì thường gây mưa lớn, gây ngập lụt rồi sạt lở đất tại các địa phương. Vậy thì để ứng phó với cái tình trạng này, công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai các phương án như thế nào ạ? Cũng như là những cảnh báo nào được đưa ra ở đây ạ? Thông thường thì sau bão trên địa bàn Quảng Bình thường có chịu ảnh hưởng rất là nặng nề bởi vì mưa rất là lớn, cho nên dễ dẫn đến ngập lụt trên diện rộng. Chính vì thế mà lực lượng công an cũng đã sẵn sàng các cái phương tiện rồi lực lượng để sẵn sàng hỗ trợ người dân trong cái việc di dời tài sản và di dời nhân dân đến những cái chỗ cao ráo hơn, an toàn hơn, để là nhằm tránh những cái thiệt hại do mưa bão ạ. Thứ hai nữa là hiện nay công an các huyện, địa bàn thị xã, thành phố, địa bàn toàn tỉnh cũng đang còn triển khai các cái lực lượng sẵn sàng ứng cứu
người dân khi có mưa lũ, nếu như mà có hiện tượng này xảy ra ngập lụt sau bão. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Quang Văn về những thông tin vừa rồi. Và những thông tin tiếp theo về tình hình thời tiết, mưa bão cũng như là công tác ứng phó chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong những bản tin tiếp theo. Vào chiều qua, cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 2016 đã cứu nạn thành công 8 thuyền viên tàu An Bình Phát 68 bị chìm tại vùng biển Cù Lao Chàm. Trước đó, tàu Cảnh sát biển 2016 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam thì nhận được thông tin về việc tàu An Bình Phát 68 số hiệu HN2333 bị chìm cách khu vực Cù Lao Chàm khoảng 13 hải lý về hướng Tây Nam. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận và triển khai các phương án hỗ trợ cứu nạn 8 thuyền viên của tàu gặp nạn, sau đó bàn giao cho chính quyền địa phương và hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định. Xe khách chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết bất ngờ gặp sự cố, dừng xe đột ngột bị một xe khách khác đâm trúng làm 2 người tử vong, 10 người bị thương vào rạng sáng ngày hôm nay. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0:45 phút sáng nay, xe khách Hồng Sơn tỉnh Phú Yên đang lưu thông trên cao tốc đến km số 191+500, đoạn qua địa bàn huyện Bắc Bình thì gặp sự cố phải dừng ngay trên làn bên phải của cao tốc theo hướng nút giao Đại Ninh về Phan Thiết. Cùng lúc này thì một xe khách khác lưu thông cùng chiều đã không kịp tránh, đâm mạnh vào đuôi xe Hồng Sơn đang dừng phía trước. Cú va chạm mạnh khiến cho xe Hồng Sơn lao xuống mương thoát nước bên lề tuyến cao tốc, phần đầu xe lao vào xe Hồng Sơn thì bị bẹp rúm, biến dạng hư hỏng nặng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu xác định 2 người trên xe khách tử vong tại chỗ. Nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Gò Dầu của tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 9 tháng 10 năm 2022 đối với đối tượng Đoàn Đức Lợi, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Gia, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh về tội giết người. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Phạm hai tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phải nhận quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Lâm Đồng là đối tượng Hoàng Văn Tạo, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại thôn 9, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Còn phạm hai tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản bị Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ra quyết định truy nã số 443 ngày 5 tháng 3 năm 2024 là đối tượng Hoàng Kim Nguyên, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Và đối tượng Đào Công Thông, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Sơn 1, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, phải nhận quyết định truy nã số 09 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận về các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định tại Điều 55 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 và 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.